Chung bắt nhau chung. Gì? Cắt nhiều. Là sao? Tao mét bao nhiêu? Hỏi chi? Để ta xem. Bên tao ấy. Tên là nhiều. Tầng nó cao lắm, tầng cao 18 rồi. Cao 18 nữa, gây à? Đây là tầng, tầng nó cao 18. Tao 1m55. Mày 1m55 là mày gần hơn tao rồi đó. Năm sau tao phải đấu lên 1m6. Mẹ điện thoại nó bị khùng rồi. Yo. Cảm ơn các streamer đến với trải nghiệm của con chó. Thử thách một ngày làm chó của thằng nào đó. Tao chỉ lỗi mày đấy đó. Hay lắm. Tao không ngờ mày có cái thú vui là thử thách một ngày làm con chó ấy. Một ngày làm một chương. Một ngày làm con chó. Chương lên Facebook kìa. Chào các bạn, mình là Hoàng Trương. Mình sẽ thực hiện một thử thách mà rất nhiều bạn yêu đề ra. Đó là làm con chó 24 giờ. Nhưng mình xin phép chỉ làm một ngày thôi, bởi vì 24 giờ dài quá. Đó, rồi bắt đầu nha. I do. Đầu tiên mình sẽ làm gì? Đây rồi, ở đây. Con chó đen. Chó có sừng. Ừ. Con chó cái mình nhìn. Con chó khác nó ăn thịt. End COVID-19. Ngày nó uống bao nhiêu hộp sữa mà thấy ngày nào nó uống lắc kìa. Hơn chục hộp rồi. Cũng như chó ấy. Yeah. Thằng này chắc nó nghe dịch bệnh không được ra khỏi nhà, nó chạy ra siêu thị mang hết xe sữa bên đấy về đó. Uống sữa thì cơm. Sữa cô gái Hà My à. Tôi cùng với Hà Nhan. Em không chịu mình thú nghĩa là một nuôi. Đây gọi là gì? Bánh thu đậu. Gặp chung rồi, anh nhìn nó biết. Rồi, tình hình tao đang yếu. Chúng nó sẽ gặp ta này. Không. Ta gặp hai baby cũ. HB là gì? Chai đúng không? Không. À. Đừng có biết nữa. Hỏi nó xem phải không? Ta nhớ tới cái phòng rồi, ta nhớ tới vụ đó. Yo, anh em. Ôi, ai làm thế? Làm cái phòng này rất nguy hiểm. Ta vụ đó luôn. Sao? Phòng chưa có vụ nào, Hồ Chí Minh thì có 6 vụ rồi. Huy nguy hiểm lắm á. Ta nhớ là có hai thằng nào ở Hải Phòng với lộn với người ta, con người ta nhập viện. Nhà nó phải đền bù 10 triệu kìa. Gì? Ít đấy. Mới nhập viện rồi á. Chưa chết mà. Ta ghét quá à. Ôi chết mẹ. Nói gì vậy? Phát. Chết rồi. Phát là sao? Là vậy á. Thank you.
Đuôi voi. À biết biết biết. Đuôi voi. Biết biết biết. Time to make an appearance. Phúc biết tiếng ngôn ngữ. Thằng này xạo. Đấy không gọi là núi voi. Không gọi là núi đối. Time to make an appearance. Nó có hình con voi, một cái núi có hình con voi phải không? Được không? Nó không gọi là núi voi, gọi là núi đối. Thằng này chắc là lại rất đủ rồi. Thôi mới mất dậy. Google. Con Wiwi là người ghét người. Chị ở cái thằng gì ở Huế đó. Nhớ không chứ? Thằng gì? Gáy gáy. Thằng gì thằng nào? Thằng nào nói gáy gáy vào game. Thì nó kêu là sức mạnh của người Huế. Nó kêu là bọn mình trông ngu im. Con cái chữ là kỳ con. Hai team chửi nhau, cứ đánh nhau chửi nhau ấy. Hết đập hai nào đập nhau là chửi nhau. Cái sức mạnh gì. Sức mạnh của Huế. Tập 7. Này 100 máu một đấy. Chơi toàn trăm máu ấy, nó chơi não vậy, xanh cũng xanh luôn á. Đẹp quá, mình sợ quá. Không sẽ hiểu. Mà tí nó không biết kết thúc trận đấu này. Kết thúc game không? Để chỉ cho đầu tiên là mình đã chưa kết thúc. Rồi đó, game kết thúc rồi đấy. Kết thúc game. Chứ stop. Thế chơi bài lạ đấy mới gắn được. Thôi khỏi gắn. Đi. Bài chơi. Em phải đập nó luôn rồi. Level 5. Hay sao gì cũng tao mà. Tao đang build bài Bluetooth. Bluetooth. À, thấy cái cùng cung rồi kìa. Bluetooth bại cùng cung, what the fuck. Hả? Ba cái cung xanh kìa. Thế, bà Bluetooth là bài khác cơ. Là bài gì? Anh từ xa chứ gì? Thì thấy con thi cháy bà Bluetooth đứng ở nhà chém thằng nhà nó diện á. Quên được phút. Cái bài là Bluetooth. Cái đó là bồn lại chứ bài gì? Cái bài đó là Bluetooth. Đọc chỉ Bluetooth mà không cần mày nhấn cái mặt mày nhấn mạnh lên đâu. Bluetooth. Mày mạnh rồi mày gáy hả? Tao à, mày chơi giáo với tao. Son Goku với tao. Mày chỉ Son Goku này. Ê, mày chỉ Son Goku luôn. Thử tích cái hạt kìa. Ê, Son Goku. Ăn. Em không phép mà kìa, mất dạy. Chơi chó như một con chó. Mày chơi chó y như con chó. Ừ. What the fuck. Một người ba mãnh thú. Oh, quên mất. Có 1 người 3 mãnh thú nè. Nhưng mà chiều giờ chưa cơm. Ờ. Nhiễm đó 3 ngày rồi. Chết đi. Có 3 đứa trên lửa luôn nè.
trùng bài chứ nó giờ không có ra không? Thì... trùng bài chơi thì tụi nó lại chơi. Ủa không chơi. Thôi dẹp đi, thấy cái nhóm mình đang nói gì à. Tinh dân con nào là Setsiko á? Con nào là Setsiko? Celestico. Là gì? Eso. Được rồi. Cảm thấy lắc. Đâu, tao đánh cho mày nè, tiếng tìm con xe số cho mày. Tao build con tắt con gì của tao. Quá được quá. Tắt sẽ tìm đồ nữa. Luôn đấy hả không đấy? Mẹ lộn game rồi. Ê, run được không Trương? Run cho tao đi. Run cho tao con xe số. Thì tao biết run là con xe số. Ờ, thứ ba mắt xin chào. Zed ơi, độ tao bài nữa đi Zed. Thằng này hứa không phải thằng thua đâu, vừa đấy là tao không may tao out game đi chơi. Zed ơi. Chết ngu. Chết ngu. Kỳ dục chứ. Mê xinh gái, à xinh trai. Sức mạnh của người Huế anh miền Trung ngu im. Thôi thôi thăm mạng lồn rồi. Gì? Các bạn nói như nào cho em tả ra xem. À, một năm nó đã khỏe rồi, mấy con. Đi. Đau quá. Ui giời ơi. Cơ mày chỉ tao cái trò gì mà. Time to make an appearance. Chơi gì ta? Gì lại? Đi nhà thường gì? Phải biết nữa. Ok. No one. Baby cụ. Căng không? Căng không? Ừ, chắc. Căng thì chết rồi. Mặt, đây là mặt. Nó tức tức ba lên. Bốn lần. Đập chứ mày. Tao lấy Annie nha. Dê mà nó lụm mất cái găng tay rồi bố. Đừng lấy Annie nha. Annie, Annie quá. Trong game thì có hai. Rồi, yeah. Tao không lấy, đi lấy Annie. Annie của tao. Yeah. Em ơi, mày chạy vậy lại cho tao xem. Của tao. Học quá. Tao té rồi. Vui. Mày quá là cái nhỏ. Tao kêu à. Đây rồi. Đéo liên quan gì cái bộ bài mình đang chơi. Cũng nhạc rồi. Ta đùa quá.
Tao đi thùng mày ơi. Tao đi thùng. Tao đi thùng mày. Tao đi thùng. Làm gì bắn nát à? Không như này. Tao làm gì cơ? Tao nhìn cô lát tao mệt vậy. Lát bị khùng. Tính làm gì mày, tao chả hiểu nữa. Tao gọi là có lát khùng. Lát ngu. Ôi, buồn ngủ quá. Em vừa buồn ngủ vừa đói. À. Gặp cấp 1 nè. Trường, đừng đánh nó lát tao, để nó biểu diễn nào. Còn lát rồi, đèo. Nó làm gì mày? Nó làm gì? Ủa, múa. Nó làm gì? Đánh múa. Nó lát làm gì, cháu không hiểu luôn. Con là phô diễn kỹ năng cá nhân à? Mua lửa. Con lắp mua lửa. Con lắp mua lửa. Hai. Được up chất 8. Trên con hai con online con bắt được gì? Con gì? Piu piu. Cho tôi chị. Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi. Vô vô. Đó. Ui. Time to make an appearance. Though many try. Chung mưa bị bài mạnh quá. Nếu là hậu dạy thì chơi trường học ối lửa. Olaf, anh sẽ tìm em cần làm như Olaf. Tao bên tì nè, nó chém nè. Nhìn nó. Nhìn nó cười nữa nè. Đúng rồi. Anh đứng từ xa, đứng cần nó đánh. Từ xa. Olaf rất là chuẩn, được lắm. Đúng rồi, con trai của ta. Tại con mày. Ấp chất bảy con hỏi chơi gì ra lúc. Bán nè. Bán nè. Chó bán. Con chó bán. Con chó bán, con chó bán nhanh lên. Bông tối. Đó là bông tối kìa. Nó bông tối rồi. Con tối mạnh nhất này. Cái cặp con Olaf ngu. Không, mày có con gì à? Con nào gì? Con nào gì nó sẽ đánh cho mình Olaf. Dạ, vì sao Olaf không bốc máu vậy? Mày nói này sao? Nó hay con thấy con người à? Sao? À thấy vậy nhưng mà không biết đâu. Không biết được. Pin. Tốt luôn. Không có thể buồn hết. Cái này những cái bình thường. Bên trong ngoài thì nói thế. Hai con rồi. Ok. Cần nói để tao thằng nói cần nói hack. Nói cần nói hack. Cái ngu đổi hồi sẽ hack. Này có lót lửa luôn. Đúng rồi, này nó có lót nè, nhìn nè.
đốt lửa này. Thì chúng mày chơi. Tao hấp trước. 2 3 2 3. Chưa tập chưa? Để nghe đi, để nghe đi. Để đi, để đi. Ấy cái này. Ờ, 2 BB cũ đúng không? Trời ơi con. Xong nó ra kìa. Bước bài đánh thắng chơi. Giờ chắc chắn tối nay chắc off game ấy. Kì bước off. Đó nào. Bên em. Có thể. Đây cái gì đó. They will no regret. Cái gì mẹ tao hát. Ấy sao phải kẹo ấy Spelly gì trời ơi. Trời ơi tao mới chuẩn bị ẩn vào sau. Ôi ấy. Khô luôn rồi. Sao mấy đã bị ẩn không á? Ôi luôn luôn rồi, chết luôn rồi nè. Tốt bộ. Ấy. Mới ghép bị ẩn xong gặp thằng Trung mày đấy. Nó không bao giờ chung. Đánh tới nó dậy gặp top 1. Thì thấy mấy top cao á, giờ game nó kiểu gì á, nó cứ gặp cho mấy gặp lên top dưới. Thì cây. Như bụi. Như bụi. Có Z này.
Nhưng mà con đánh rét không ta? Chắc đánh thôi. Đánh cũng rất nhiều mệt. À, xin kịt. Ờ thôi, bán như biển rồi. Thôi không xin kịt nữa. Michiwa là gì đi ta? Nữa. Ui, cuối là có một hoài nữa. I am the fire that cleanses the world. Tự nhiên hai đứa mày gặp tao. Từ lâu không gặp, đến lúc tức cuối gặp luôn. Ôi, vẫn không có Master Yi đâu nha. Gặp nha, thằng nào đánh Master Yi vậy? Ờ, thằng chó chỉ kêu trường. Cái gì này? À, nói chuyện kìa. Nó ra tao lấy thôi. Chó này, chơi mất dậy. Sống bẩn này, sao chó sống bẩn này. Tối rồi đấy. Bẩn. Sao hiếp chó này. Tối rồi, còn lấy con gì của tao nữa. Bẩn đấy mày. Đâu tôi chết rồi, tao biết hết. Ai sống bẩn là cái server Việt Nam đâu chưa? Trời ơi, lại gặp con top cuối, mà top cuối lại mạnh quá. Nhà 2 kinh rẻ luôn, what the fuck. À, gì, thằng chó nó lấy con gì rồi, đừng lấy con gì. Nhả con gì ra. Rồi, máy bay. Trời, không biết là tao lấy luôn. Chó. Không tính lượt luôn á. Con gì đâu rồi. Mất rồi. Con gì? Con gì kìa đúng không? Tỷ tỷ kia kêu mày. Nó nói gì? Ô la. Bài béo. Ô la 2, ta nhìn ô la thấy vô giọng quá. Thấy mấy đứa dưới vô giọng nghe. Ê, mình để xa xa ra tí. Không, để gần gần lại, để xa xa nó chạy. Đây muốn xem Molat nó chém. Tôi thiết kế sao được 4 biển ta. Thiết kế 4 biển vào. Ơ, tôi bắn con biển kia đi rồi. Cái mồm thì chó á, sống bẩn. Ở đây là bài đọc này, thì người lần sau Olaf nó lên kill được. Rồi chết Olaf rồi, mày thua rồi. Có con gì mới win được game này, có con gì mới win được bài W gì mà. Cái gì vô chi, làm cái gì. Ờ, hôm nay ra rét nhiều thế. Tại bà. Nghe của tao đâu. Chết rồi. Yên gắn bra mới chết. Thôi trả lại nữa. Ủa. Gặp bóng chưa. Xem qua lát kia. Ờ, nó mới dãy vô luôn kìa. Thế tao phải để lên để nó sâu quá lắm. Để nhảy tham lắm. Để nó cứ nhảy sâu lắm. Ủa, cô bài chưa luôn kìa. The fuck. Cô bóng luôn. Nice. Mày ta phải có con gì mới win được mà. Nó từ đầu rồi. Cái 4 thép là toang rồi. Bác này không bằng con gì được, con gì nó nhanh lắm, đi một xíu nó lên kill rồi. Còn một đồng kìa. Lấy nó đi. Mình cứ gì.
đi gì vô giọng gì nè chi buồn có được chi mày chắc mới giận mày chết rồi con biển ăn được không con hết chứ con cảnh vẫn vơ bốc hơi chưa bốc hơi ô nó bị điên